Đấy, các bác nghe thì một đoạn nhạc và đánh quá khủng khiếp đây. À, đây thì thực tế bác khách này thì một cái bác khách ở bên Vinhome. Xin chào các bác, thì đây là một cái video mà test hàng trước khi mà bàn giao cho khách hàng. Thì cái đơn hàng ở trong cái video này đó là một cục súp điện bát 40, hàng chính hãng cao cấp đến từ thương hiệu là DBA Scutic, và model của cái sản phẩm này là con SW15B. Với cái sản phẩm này thì đây là cái sản phẩm mà nhập khẩu có COCQ đàng hoàng, và cái dòng này là dòng cao cấp của DB. Thì đây là một số những cái thông tin của sản phẩm về phần truy xuất xuất xứ, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, hàng nguyên đai nguyên kiện. Và bây giờ thì em sẽ đưa cái sản phẩm ra để giới thiệu sâu cho các bác. Con này bao bì đóng gói thì cũng rất là cẩn thận, với cái mút xốp và cài bên trong thì rất là dày dặn và chắc chắn, thì khi mà gửi cho khách hàng ở xa thì cũng rất là an tâm ở đây các bác nhé. Các bác thấy cái mút rất là dày, và ở phần trong thì nó sẽ có một cái lớp giấy bóng chống ẩm nữa các bác nhé. Kèm theo cái sản phẩm ở đây thì bên trong là sẽ có một cái dây nguồn điện này, một quyển sách hướng dẫn sử dụng, và khi mua ở bên em thì em sẽ tặng kèm cho các bác là một cái sợi dây AV kéo dài để cung cấp nguồn tín hiệu nhạc cho con này. Ở đây là cái sản phẩm chính của chúng ta. Thưa các bác, thì cái sản phẩm chính thì em đã đưa ra ngoài ở đây, thì với con này thì máy không của nó rơi vào tầm khoảng 31 kg các bác nhé. Thì với cái sản phẩm này thì ngay cái nhìn đầu tiên thì các bác thấy là một cái sản phẩm nhìn trông hình thức nó cực kỳ là sang trọng, rất là đẹp và rất là sang trọng ở đây, rất là chắc chắn. Thì với cái con này nó là loa súp điện bát 40 dòng cao cấp của bên DB Acoustic, và với cái con này thì với cái khung giá của nhà sản xuất, nhà hãng thì đó là tầm khoảng 7,9 triệu, đấy là cái khung giá của nhà hãng. Và để mà có cái giá mà chuẩn xác nhất, giá ok nhất cũng như là giá rẻ nhất thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với bên em thì sẽ có cái giá ok nhất. Cái lớp gỗ ở ngoài là lớp gỗ lạm gỗ, cái vân của nó là vân vân gỗ như kiểu gỗ óc chó, nhìn trông rất là sang trọng. Thì cái thiết bị âm thanh khi mà chúng ta đặt ở phòng khách thì nó là một cái thiết bị mà trang trí cho phòng khách, thì chúng ta sẽ có cái nhìn rất là thiện cảm với cái sản phẩm này, rất là sang trọng. Thì đây là những cái góc cạnh này, các bác sẽ nhìn cái góc cạnh rất là trau chuốt. Ở đây chúng ta sẽ có cái tem của bên DB Acoustic này. Phần này chúng ta sẽ có phần kích hoạt bảo hành điện tử này. Các bác sẽ nhìn những cái góc cạnh ở phần gỗ, người ta làm rất là tỉ mỉ, rất là đẹp luôn. Ở phần phía mặt trước đó là phần e-căng vải dù ở đây. Ở phần phía dưới chúng ta sẽ có cái logo thương hiệu là DB Acoustic. Ở phần phía trong đó là cái cấu hình bát 40. Và phần ở phía sau này thì con này nó sử dụng là mạch công suất ở đây. Chúng ta chỉ cần cung cấp cái nguồn điện vào và cung cấp cái nguồn tín hiệu nhạc vào. Và nguồn tín hiệu nhạc của con này thì các bác có thể hai sự lựa chọn. Một là các bác sẽ sử dụng là cái jack ca lông ở đây. Hai nữa là các bác sẽ sử dụng cái jack hoa sen ở đây. Và cái con này thì bản chất của nó là mạch loa súp điện, và các bác chỉ cần cung cấp điện và cung cấp nguồn nhạc là chúng ta chỉ cần sử dụng được luôn. Và cái nguồn nhạc ở đây thì các bác có thể là cắm thẳng trực tiếp vào âm ly, hoặc là vang cơ, vang số, hoặc là những cái thiết bị cắt cốt, hoặc là không qua cắt cốt đều ok. Vì bản chất con này thì nó đã có cái mạch cắt cốt ở trong cái con loa này. Thì chúng ta sẽ có ba cái chiết áp. Bình thường những cái dòng loa khác ấy thì nó chỉ có hai cái chiết áp thôi, là một cái là chỉnh về âm lượng, một cái là chỉnh về tần số cắt cốt. Nhưng mà cái dòng này, dòng đời cao, thì nó sẽ chê thêm một cái chiết áp thứ ba là cái chiết áp cân pha. Thì chúng ta sẽ chỉnh cái tiếng pha, cái pha của loa nó sẽ sâu hơn và tiếng âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều, chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Và cả đây nó là một cái form mạch bằng nhôm, tản nhiệt rất là tốt. Các bác sẽ nhìn thấy đây nó có rất là nhiều những cái khe tản nhiệt để mà tản nhiệt cho cái mạch công suất bên trong. Và chúng ta sẽ có nguồn điện vào này, công tắc nguồn này, đèn báo ở trên để thông báo trạng thái chức năng của máy. Ở phần phía dưới thì nó sẽ có cái lỗ thông hơi. Đây các bác sẽ quan sát kỹ hơn ở cái sản phẩm ở phía sau. Với cái sản phẩm này thì bên em đã có rất nhiều những cái video giới thiệu rồi. Trong cái video này chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Còn bây giờ thì em sẽ đưa cái phần âm thanh vào để các bác nghe thử cái chất âm ở trên cái sản phẩm này. Đấy, đến là vừa rồi thì trong cái 5 phút đầu tiên thì đã có một số những cái thông tin về giá thành cũng như là kiểu dáng cũng như là cái cách hoạt động của cái loa này rồi. Và trong cái loa này thì nó sẽ hoạt động ở nhiều cái cấu hình diện tích không gian khác nhau, nhiều cách sử dụng khác nhau. Nhưng mà nó sẽ hoạt động tốt nhất ở cái không gian mặt sàn các bác sử dụng độ khoảng 20 mét vuông đến 50 mét vuông. 20 đến 50 mét vuông để chúng ta sẽ có hiệu quả âm thanh là ok nhất. Đấy là cái cấu hình của loa. Và bây giờ thì em sẽ đưa cái phần âm thanh vào để thử tiếng cho các bác. Đây các bác sẽ nghe cái phần chất âm trên cái loa này. Đây là cái phần lỗ thông hơi phía sau này các bác. Các bác thấy cái lỗ thông hơi là đưa lượng hơi ra, thì các bác biết là cái công suất này rất là khỏe các bác nhé.
các bác nghe thì một đoạn nhạc và đánh quá khủng khiếp đây. À đây thì thực tế bác khách này thì một cái bác khách ở bên Vinhome, anh ở bên Vinhome đúng không? À, một cái bác khách ở bên Vinhome thì bác ấy đang qua và đang ngắm cũng như chưng ngưỡng cũng như là thử cái này thì anh rất là phê kết cái con này. Thì anh đã bảo theo dõi kênh của bên Lương Âm Thanh cũng nhìn thấy con này và rất là ưng với cái kiểu dáng, ngay cái nhìn đầu tiên thì nhìn trông rất là sang trọng, và anh bảo anh rất là thích cái màu vân gỗ con này, rất là sang trọng. Thì khi mà kê ở nhà thì nó sẽ là một cái vật trang trí cho cái nội thất chúng ta, nên nhìn trông rất là sang trọng, rất là đẹp. Và đặc biệt con này là dòng cao cấp thì âm thanh nó rất là hay các bác nhé. Vừa rồi các bác nghe một đoạn nhạc rất là ok rồi. Bây giờ thì em sẽ tháo cái phần e căng này ra để các bác quan sát cái cấu trúc loa, khi mà loa nó hoạt động thì cái bát loa nó đưa ra đưa vào là như nào. Ở đây thưa các bác thì em đã tháo cái phần e căng vải ra, thì đây là một cái lớp e căng vải dù, nó sẽ bảo vệ cái loa bên trong, tránh bụi cũng như là côn trùng. Các bác sẽ nhìn thấy những cái đường mà người ta cắt CNC phần mộc, phần gỗ cũng như là cái phần dập bằng phần dập cái lưới lên cái phần gỗ này, nhìn các bác sẽ nhìn trông nó rất là đẹp các bác nhé, những góc cạnh rất là đẹp, người ta làm bằng những cái máy nó hiện đại, nhìn trông nó rất là trau chuốt. Ở đây thì phần bát ở đây thì các bác thấy là cái cấu hình bát của nó là bát 40. Thì với những cái khu xu hướng của cách nghe nhạc bây giờ là chúng ta muốn là nghe nhạc mạnh và tiếng bát nó phải sâu, phải lực. Và với những cái cấu hình mà bát 30 thì thường nó sẽ không đáp ứng được. Và lúc đó thì chúng ta sẽ nghĩ là chúng ta sẽ sắm cái bát 40, thì là cái cấu hình bát 40 thì nó sẽ đáp ứng được tốt hơn khi mà chúng ta nghe nhạc mạnh. Hiệu ứng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và các bác sẽ quan sát hộ em là cái phần mộc con này. Đấy, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là trau chuốt. Và cái cấu hình bát ở đây thì các bác sẽ nhìn cái phần bát thì gân của nó là gân cao su, thành ra là độ bền, độ đàn hồi rất là cao và tiếng bát rất là sâu, rất là lực. Tiếp đến là cái phần gân ở phần màng ở đây, thì cái màng đây thì nó sẽ có cái độ nhám nhá, nó có độ nhám, thì cái độ nhám này nó sẽ tăng cường cho gia cố cho cái màng loa nó sẽ bền hơn. Và đây là cái rốn loa thì các bác thấy là cái phần keo đây rất là gọn. Đây là cái cấu hình bát ở phần phía mặt trước. Đây là cái tem của bên nhà phân phối tại thị trường Việt Nam. Và bây giờ thì em sẽ đưa cái phần nhạc lên và các bác sẽ quan sát hộ em cái màng loa nhé. Và cái con này thì cái màng loa nó sẽ đưa ra đưa vào rất là nhiều. Ở đây thưa các bác thì cái sản phẩm thì đã test ok và bác khách ở đây thì bác đã gật đầu với cái sản phẩm. Ok, nghe ok không anh? Rất là hay. Cái quan trọng nhất là khách đến cửa hàng và thực tế là nghe thử, dùng thử cái sản phẩm và gật đầu, đấy là cái điều quan trọng nhất. Và thưa các bác là nhấn mạnh các bác thì đây là một cái dòng mà súp bát 40, dòng cao cấp của DB rồi. Thành ra là các bác ngay cái nhìn đầu tiên thì các bác đã muốn là dùng luôn rồi. Thì nhìn trông nó rất là chất và khi mà nghe nữa thì càng muốn là bê nó về luôn. Âm thanh rất là hay. Và cái cấu hình bát 40 thì cực kỳ là uy lực khi mà chúng ta sử dụng nghe những cái bài nhạc hát karaoke cũng như là bài nhạc mạnh, nhạc sàn, nhạc DJ thì đều cái tiếng bát nó tiếng rất là sâu. Và khi mà chúng ta sắm thêm cái những cái loa bát như này thì đầu tiên đó là nó sẽ gánh tiếng bát cho những cái loa còn lại của chúng ta. Thành ra những cái loa còn lại của chúng ta nó sẽ bền hơn, cái hệ thống âm thanh của chúng ta nó sẽ bền hơn. Và khi mà có một cái loa siêu trầm nó đảm nhiệm cái tiếng siêu trầm ấy, thì cái tiếng siêu trầm của chúng ta nó sẽ chuyên nghiệp hơn, nó sẽ hay hơn, nó rất là nhiều. Và cái nữa là con này thì là cái kiểu dáng rất là đẹp, thì chúng ta sẽ có một thêm một cái sản phẩm âm thanh cũng như là một cái sản phẩm mà trang trí cho cái cấu hình nội thất phòng khách của chúng ta. Em xin ngừng cái video ở đây cũng như là đóng hàng để mà bàn giao cho khách hàng. Ở đây thưa các bác thì phụ kiện ở bên em kèm theo thì bình thường thì sẽ có cái dây AV hai đầu như này. Các bác có thể là lấy dây 3m, 5m tùy ý vào các bác. Và bác khách này thì bác ấy cắm cái con loa súp này với cả cái loa kéo ấy. Và cái loa kéo thì cái đường xuất tiếng của nó ra thì nó dùng cái jack 3.5, như kiểu cái jack mà cắm vào điện thoại, tai nghe điện thoại ấy. Thì đây là cái đầu mà cắm vào cái loa kéo này. Và đây là đầu xuất ra cắm vào cái loa súp các bác nhé. Ở đây thì em sẽ tặng kèm đầy đủ cho các bác dây jack và dây nguồn của bên cái sản phẩm này đây. Bác thì sản phẩm đã test ok và bàn giao cho khách hàng. Mã sản phẩm là con SW15B các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác.